giờ đây ta phải rời xa nhau, để những niềm đau không dài thêm mỗi ngày. Bởi một tình yêu không thể dành cho ba người, người ta đến nên anh phải đi thôi. Chắc em lên lắm khi bao ngày trôi qua, cứ phải cố gắng rồi lòng ở bên này. Thôi kể từ đây anh sẽ trả lại cho em thời gian khi ta chưa thuộc về nhau. Giây phút khó vượt qua nhất là khi biết yêu thương em cho nhiều người, chẳng phải riêng anh hay riêng một ai. Nên lỡ bao ngày qua vẫn nghĩ con tim em nhỏ bé, nên hình bóng anh là đủ lắm này. Nhìn thấy những giọt nước mắt anh rơi mỗi lúc nhiều hơn, thì em có thấy nỗi đau trong lòng không? Hay khiến anh buồn thì em mới hạnh phúc, vì đó là một thói quen trong con người em. Trả lại cho em.